Mình cho các bạn xem thêm một số bức tranh ảnh này, rất là đẹp về hoa anh đào này. Mình nói vẽ rất là đẹp. À, đây không phải là bức tranh vẽ mà là mình quay gần á, mình mới thấy được. Đây là những bức tranh mà được làm bằng giấy cả, chứ không phải là vẽ. Đâu mình cứ nhìn từ xa thì nghĩ là vẽ nhưng mà không phải. Bức tranh bằng giấy các bạn thể thấy, dễ dàng thấy chứ. Trong đây những bức tranh đều là bằng giấy cả. Video Totteru Kurezembu Kami Osaka-jo Osaka-jo Kami Zembu Kami Kami? So A-janai Deso A-janai Ino Kami Kami à, rất là đẹp. Hoa anh đào này, rồi những bức tượng hồi xưa. Nói bức tranh về hoa anh đào rất là đẹp. Kami Deso rất là đẹp luôn. Toàn bộ là mình thấy bằng giấy. Đó, mình quay các bạn xem gần là mới thấy rõ được. Đây, những bức tranh rất là đẹp. Wow, rất là đẹp luôn. Wow. Sakura này, hoa anh đào Nhật Bản, hoa toàn bộ bằng giấy. Bức tranh này khá là to đây. Phải nói đẹp thật, phải nói rất là đẹp luôn. Wow, toàn bộ là bằng giấy luôn. Mình không ngờ một bức tranh đẹp như thế này mà thấy lại được làm bằng giấy. Phải nói là cực kỳ công phu luôn. Mình cho các bạn thấy gần này, đó, toàn bộ hoa tiết là bằng giấy ở bên trong. Và người ta sẽ chấm để nó lên. Đó, giấy hết. Wow, phải nói một bức tranh đẹp. Nhìn từ xa xa này mình không nghĩ là vẽ. Đây là toàn cảnh trong một cái phòng trưng bày đó. Các bạn có thể thấy rất là đẹp. Kirei. Sakura là Kubata Sonana. Motomoto Chuboku no Sonada. Nhưng mà Sakura Chuboku này wow, cảnh rất là đẹp. Ki o sukawanai shi, kudamono mo nai shi.